Em chào anh Hữu này, em chào các thầy cô. Hôm nay nhóm mình đã vào được bao nhiêu người rồi ạ? Hình như là vẫn còn thiếu. Cái team 2 của chị em mình hình như còn thiếu cô Trâm đúng không ạ? Cô Trâm chưa vào. Cô Trâm, cô Thủy. À đây cô Thủy đâu? Chị Thủy ạ. Hello chị Mình Thủy. hôm nay thì bị vùi đầu nhưng mà cũng ráng coi coi học từ hồi sớm nhất tới giờ. How are you today? Hôm nay các thầy cô như cảm thấy như thế nào? Sau khi mà nghe cái buổi sau khi mình làm bài tập này và sau khi tìm hiểu về Rome thì các anh chị thấy Rome là gì và các anh chị hiểu được như thế nào? Thế anh chị nào, thầy cô nào cho giúp trả lời giúp em xem là mình cùng thảo luận xem Rome là gì nhé. Dạ, em xin mời một người vô cùng hoạt bát trong nhóm mình, đó chính là chị Nguyệt. Chị Nguyệt giúp mọi người trả lời câu hỏi hộ em là Rome là gì ạ? Hôm nay thì nghe thôi nha, vì kết thúc bữa đó tới về là bữa hôm nay vẫn còn vùi đầu. Dạ, vâng ạ. Thế chị cố gắng lên nhá. Rồi, Em vẫn xin nghe, mời vẫn chị Nguyệt. Vâng ạ, cả nhà có được mình lắng mở nghe tài chị liệu Nguyệt ra mệt vừa mẻ xem lắm. vừa trả bài không em gái? Có chị em mình thảo luận thôi mà, anh Hữu cho phép không vấn đề gì đâu. Em nói thiệt với mọi người rằng em hơi bị rối trong cái lĩnh vực này một chút, nhưng mà sang cái Rome thì hiểu nôm na đó là một cái định hướng mục tiêu và một con đường. Khi mà mình đã định hướng được mục tiêu rồi á thì mình phải tức là mình sẽ tiến hành nhanh đó và bám theo mục tiêu đó để mà thẳng tiến. Và để thành công thì mình cũng phải thực hiện theo cái quy trình mà mình đã được học á, thì mình vận dụng 6 hình mẫu và 12 bước bán hàng đó. Và mình trong cái mỗi cuộc giao tiếp hoặc là trong công việc thì mình sẽ điều chỉnh cho phù hợp đó để mà mình đạt cái hiệu quả đó, thì cũng nhớ nôm na như vậy. Nên là 6 buổi học. Dạ. À, thế là chị Nguyệt cũng đã đúc kết lại được một phần nào cái chặng đường mà chị mà anh chị em ở trong nhóm 73 của mình vừa đi qua. Thế thì bây giờ em xin mời một thầy hoặc một cô đấy trả lời giúp em câu hỏi là ý nghĩa của Rome là gì được không? Có các thầy đâu nhỉ? Thầy Biên với thầy 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 Bằng. Thầy Biên ơi, alo thầy Biên ạ. À. Rồi, có về nhà. Dạ, em chào thầy ạ. Thầy trả lời giúp các chị em trong nhóm mình xem là ý nghĩa của Rome là gì với ạ? Kiến trúc sư của nhóm đấy ạ. Nói chung là cái bài này mình cũng không có thời gian này tìm hiểu sâu, nhưng mình hiểu Rome đó là về từ viết tắt của các từ R đó là kết quả, O đó là cơ hội, và A nó là hành động, và M nó là động lực. Thì cái đầu tiên mới là R đó là kết quả, thì muốn đạt được kết quả. Cái bài này tức là mình hiểu ngay cái là mình ấy, thì cô Khánh Ngọc có nói tức là cái bài này mình hiểu là cái nó xác định cái hướng đi đi về đâu. Thì để xác định cái hướng thì mình phải lập cái kế hoạch đầu tiên thì mình phải đưa ra đó là cái mục tiêu. Thì muốn cái mục tiêu mà nó đạt được cái kết quả tốt thì nó phải có cái mục tiêu cụ thể, tức là mình có đo lường được và mình phải có thiết lập ở trong một cái thời gian xác định. Về cái cơ hội thì là cơ hội thì mình phải để thực hiện cơ hội thì mình có phải thực hiện đó là xây dựng cái khách hàng tiềm năng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Và để làm được cái việc này thì phải đánh giá được khách hàng, và đánh giá khách hàng thì mình phải dựa vào ba cái loại là lạnh, tức là không biết họ cái khách hàng nó có thể là tham gia về việc bán hàng không. Về khách hàng ấm tức là cái nhóm cộng đồng, thì đây là cái có cơ hội để mình có cơ hội tiếp cận và nói chuyện, và có mình có thể là chốt đơn, tức là có cái mối quan hệ là do được, đó là do mở rộng mối quan hệ. Và cái khách hàng nóng tức là đây là chắc mình được và chắc chắn mình sẽ bán được hàng. Về hành động thì mình có hai cái cách tiếp cận là chuẩn bị tiếp cận, tức là mình đưa ra một số cái biện pháp để mình tiếp cận với cái nhóm khách hàng như khách hàng nóng, khách hàng lạnh hoặc khách hàng ấm. Và thứ hai là mình thực hiện việc tiếp cận.
mình đưa ra một số cái quy trình tiếp cận và cái động lực thì mình có thực hiện một số cái biện pháp như là khuyến khích về bản thân hoặc như là giữ vững động lực như là về học hỏi hay tạo cái ra cái cơ hội của mình. Thì đó là một số cái nội dung mình hiểu về cái bài rôm hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Đúng là một kiến trúc sư cho nên là mọi cái yếu tố mà mọi cái vấn đề anh nắm cũng rất là tuyệt vời đấy ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn thầy. Thế còn một nam diễn viên nữa ở trong nhóm mình, thầy Bằng đâu nhỉ? Thầy Bằng hôm nay không vào ạ. Thầy Bằng rồi. Hình như là nhóm mình có hai thầy, còn lại toàn các cô. Vâng, em xin cảm ơn. Đấy thì qua lời mọi người nói thì chúng ta cũng giúp trong cái bài thảo luận vừa rồi thì cũng giúp cho nhóm mình hiểu được thế nào là Rome và ý nghĩa của Rome. Thế bây giờ em mong muốn là một cô nào đấy hãy chia sẻ giúp em là các cô áp dụng cái biện pháp áp dụng cái quy trình Rome này vào trong cái công việc hiện tại của mình như thế nào, có thể cái chia sẻ cái cảm xúc và cái hiểu biết của mình để áp dụng cái quy luật Rome này vào trong công việc của mình. Em xin mời chị Phương được không? Chị Phương ơi, chị Phương bật mic lên để chia sẻ cái giọng hay của chị nào. Alo. Bây giờ chị em mình thì học bài với nhau quá kỹ rồi mà giờ cùng đố chị nữa. Chị đâu nhớ gì đâu. Dạ không không. Em xin phép không phải là đố kỵ mà muốn là không ấy à, không à rồi dạ. Rồi đấy, cả nhóm được nghe cái giọng hay của chị, được nghe cái lời thuyết trình của chị, đấy được nghe cái ý hiểu biết của chị để cho mọi người cùng học tập ạ. Rồi thì bây giờ đây là cái em muốn hỏi là về cái vận dụng cái Rome này vào trong công việc như thế nào đúng không? Dạ. À như vậy thì theo chị nghĩ á, là để mà vận dụng cái Rome này vào trong công việc á, thì trước hết là mình phải biết cách để xây dựng cái mục tiêu thông minh. Có nghĩa là cái bước đầu tiên á, là kết quả đó. Để đạt được kết quả thì phải xây dựng được mục tiêu thông minh. Thì xây dựng mục tiêu thông minh đây là cái gì đó là phải cụ thể, phải thực tế, phải đo lường được và phải đưa ra một cái con số rất là cụ thể. Chứ không ơi, và thời gian cụ thể. Hả? Như vậy sau khi mà mình đưa ra cái mục tiêu rồi thì mình phải tìm kiếm cái cơ hội, mình phải biết là cái cơ hội của mình. Cơ hội của mình là mình sẽ nhắm vào những cái đối tượng như thế nào. Hay người ta gọi là cơ hội này là dự án 100 á. Là mình sẽ coi thử là ai sẽ là người sẵn sàng ủng hộ mình trong cái quá trình mình thực hiện cái mục tiêu này. Và ai, hoặc là mình sẽ phân loại cái khách hàng tiềm năng. Đây là cái bước mà mình sẽ tìm kiếm và xây dựng khách hàng tiềm năng và phân loại khách hàng tiềm năng thành ba nhóm, đó là nóng, ấm và lạnh. Rồi sau khi đó là mình phải bắt tay vào hành động. Thì nói gì đi nữa thì mình cũng phải hành động, chứ mình ngồi mình nói không thì mà mình không hành động thì sẽ không bao giờ nào mà đạt được kết quả như là mình mong muốn. Và cái nữa đó là phải có cái động lực. Mình làm việc gì đi nữa thì mình cũng cần phải có cái động lực hết. Ví dụ như là trong cái việc dạy của mình, mình ví dụ như khi mà mình bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi thì cái động lực của mình đó là gì? Đó là cái niềm vui khi mà mình được thể hiện cái năng lực của mình, hoặc là đó là cái danh dự của mình, của một người giáo viên khi mà được nhận cái nhiệm vụ đó. Hoặc là đó là cái động lực. Còn ví dụ như để giữ vững động lực thì sao? Giữ vững động lực thì ví dụ như là mình sẽ luôn học hỏi và tìm, cũng như là những cái đồng nghiệp của mình có cái thành tích tốt thì mình sẽ theo học hỏi kinh nghiệm. Hoặc là ví dụ như là mình sẽ nhờ người thầy, người cô nào đó mà mình ngưỡng mộ để mà bày cho mình cái cách để mà mình sẽ có cái hướng mà dạy dỗ học trò tốt hơn. Đó là bốn bước của cái Rome vào trong cái công việc của mình thôi. Còn đó là cái chia sẻ của mình. Rồi cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe. Còn lại giờ thôi đừng kêu chị nữa nghe, để chị nghe nha. Dạ em cảm rồi, ơn cả nhà dạ. Nha. Rồi. Dạ. Vâng, phải nói là ý kiến cũng rất tuyệt vời và cũng áp dụng vào thực tế của chị Phương và trong cái công việc dạy học của mình. Thì em cũng thấy một cái điều rất quan trọng đây là giáo viên
là các giáo viên thì anh chị các thầy cô đều phải bắt nguồn từ cái động lực đó là mình yêu quý học sinh và muốn dạy cho cái học sinh biết được thật nhiều điều về tri thức, rồi là trao cho học sinh những cái tình yêu thương, mà đó chính là cái động lực của người giáo viên. Và còn ở trong bán hàng thì cũng rất cần có động lực đúng không ạ? Và để thực hiện, để mình hiểu bài hơn thì thầy cô nào có thể cho em biết là làm thế nào để cái dự án 100 ấy, làm thế nào để mình làm tạo ra được cái dự án 100? Chị Hằng ơi, em chào chị Hằng. Chị Hằng hôm nay để màn hình đẹp đấy, chị Hằng có thể chia sẻ cái hiểu biết của chị Hằng cho các thầy cô ở trong nhóm mình nghe được không? Rồi, sao mà mình thấy nhóm mình này im ru thế? Ờ, thật đấy. Chị Hằng ơi, alo. Đấy, chị Hằng phải xuất hiện đi để cho nó vui lên được. Chị Hằng như kiểu diễn viên ấy. Đúng rồi. Hello chị Hằng bật mic đi. Thấy cô Hằng bật mic rồi mà chưa thấy nói gì ấy nhỉ? Alo ạ, chị Hằng ạ. Chị ơi không nghe thấy gì đâu chị ạ. Cô bịt mà bật mic rồi. Ô, thế đầu dây của chị Hằng có vấn đề à? À, chắc chị Hằng không nghe. Chị Hằng ơi. chị Hằng ơi không nghe thấy gì cả, không nghe thấy gì ạ. Không nghe thấy. Mọi người có thể chat thêm ở cái phần tin nhắn ấy, mọi người chat thêm phần tin nhắn ấy. Cô Hằng nghe thấy mọi người nói nhưng mà cô Hằng nói mọi người không nghe thấy gì. Thế thì Trang điều hành tiếp đi, mời cô khác đi. Dạ vâng ạ. Thế hôm nay chị Hằng kiểm tra lại máy nhá, để về sau để chia sẻ được cái dự án 100 của chị nhá. Chắc 100 khách hàng của chị cũng rất là nhiều đấy nhỉ. Tại vì chị Hằng là trúng tâm huyết của chị đấy. Đúng rồi, đúng tâm huyết của chị đấy. Vâng. Em chào cô Anh. Cô Anh ơi, cô Anh bật mic hộ em được không ạ? Alo. Alo, vâng, chào anh Hiếu và chào tất cả mọi người nhé. Dạ vâng ạ, em chào cô. Nhà, chào cô Anh. Vâng. Vâng ạ. Sao em hỏi chị cái gì nhỉ, Trang nhỉ? Dạ, em muốn nhờ chị chia sẻ cho mọi người hiểu hơn về cái Rome ạ. Xem mà, và xem Rome là cái chị áp dụng, dạ vâng, chị áp dụng vào trong cái công việc của chị như thế nào để cho giúp cho mọi người hiểu sâu hơn về Rome là gì ạ? Theo mình biết là Rome là viết tắt của 4 chữ, gồm kết quả, cơ hội, hành động và động lực. Thì cũng như theo tất cả mọi người thì đối với mình thì khi mà chúng ta tìm hiểu về Rome thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi là đi đâu về đâu. Và muốn khi mà trả lời được câu hỏi đi đâu về đâu thì chúng ta sẽ phải có một cái kế hoạch. Trong cái kế hoạch đấy thì chúng ta nên có những cái định hướng và mục tiêu cụ thể. Đấy. Và cũng rất cần là cái thời gian tức là xác định lại cụ thể, thời gian cụ thể. Và khi mà có kế hoạch, có định hướng, có mục tiêu rồi thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội, cái hành động, cái động lực, ví dụ như là xây dựng, rồi là tìm kiếm những cái khách hàng tiềm năng và đánh giá cái khách hàng tiềm năng bằng cái ba hình thức, đấy là nóng này, khách hàng nóng này, khách hàng ấm này và khách hàng lạnh. Thì nói chung là trong cái công việc dạy học của mình ấy,
cái đánh giá khách hàng ấy, tức là đánh giá học sinh ấy, thì rất là quan trọng đấy. Theo ấm, nóng, lạnh thì khi mà đánh giá được học sinh thì chúng ta sẽ xem được học sinh là thuộc là giỏi, khá hay trung bình hay là yếu, thì qua đó thì chúng ta sẽ có các phương pháp dạy học nó thích hợp với từng học sinh. Và khi mà chúng ta chia nhóm ấy, thì chúng ta cũng có những cái phương pháp chia nhóm nó hữu hiệu với từng, tức là mỗi nhóm thì sẽ phân ra là nóng, lạnh, cả nóng, cả lạnh, cả trung bình, để các em sẽ tự tạo động lực cho nhau và tự giúp nhau để học tập tốt hơn. Đấy. Đấy, thì theo mình là cái mục tiêu thông minh này, phân loại khách hàng này, đặc biệt là khách hàng ấm, nóng, lạnh này, và xây dựng cái dự án 100%, cái đấy rất là quan trọng trong cái xây dựng dự án 100%, chính là cái theo mình nghĩ là chính là cái xây dựng giáo án à. Xây dựng giáo án này lên lớp à. Wow. Đấy, để đạt được mục tiêu là học sinh cái buổi học hôm đấy là phải hiểu bài, theo mình nghĩ là thế. Thì trên hết. Dạ. Vâng ạ, em cảm ơn chị Oanh chia sẻ rất là hữu ích cho tất cả nhóm của chúng em. Em thấy rằng là chị Oanh cũng chốt được vấn đề và cũng hiểu được, đã giúp cho các thầy cô ở trong nhóm mình hiểu rõ thế nào là ROM và cũng áp dụng được vào thực tế. Thế là mỗi bài học cho các thầy cô là rất nhiều năng lượng và cũng là rất nhiều động lực, em cảm thấy thế. Và ok, cảm ơn em nhé. À, vâng ạ, em cảm ơn em. Dạ, em xin mời cô Hồng đúng không ạ? Alo, cô Hồng ạ. Chị Hồng ơi, chị Hồng xuất hiện đi. Chị Hồng bấm mic lên. Vâng, vâng. Em chào các anh chị trong nhóm nhá. Nhà em ở đây nó hơi ồn đấy. Không biết là các anh chị có nghe thấy cái âm thanh ở ngoài không ấy. Dạ. Tại vì các con, em đông con quá đâm ra nó cứ nghịch ở bên cạnh. Thôi không sao thấy... Trong lúc chia sẻ mà mình có nghe thấy âm thanh của trẻ con thì thôi là càng là động lực cho bố mẹ. Em chia sẻ về cái phần mà em hiểu sơ qua về cái phần room này ạ. À. Nghĩa là cái phần bên trên thì chị cũng nói hết rồi. Thì em xin nói vào cái việc là áp dụng cho việc của em nhá. Thực ra là hôm học về và từ đến cái buổi mà thầy Ken Bay dạy 12 bước bán hàng ấy, thấy thực sự là nó gần gũi với mình. Sau hôm được cái buổi vận dụng vào dạy học ấy thì em thấy nó giúp ích cho mình rất là nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trong công việc của em thì như bây giờ là hiện tại là đang chuẩn bị để tiếp nhận một cái lớp chủ nhiệm mới ấy, thì em cũng áp dụng những cái quy trình này vào trong cái việc là tìm hiểu về học sinh. Thì em đang làm, em đã áp dụng được là em đã sử dụng cái form để tổng hợp thông tin, rồi là các cái đặc điểm của học sinh cũng như những cái mà mong muốn của các con, rồi về học lực của các con để mình phân loại. Sau đó là hôm nay thì em cũng đã có một cái buổi gọi là tiếp cận học sinh đấy. Thì trước khi tiếp cận học sinh thì em cũng làm theo các cái quy trình của ROM này. Thứ nhất là mình phải phân loại, tìm hiểu phân loại trước là thông qua cái form này. Sau đó là mình từ cái đấy mình phân loại nhóm đối tượng học sinh về tính cách này, xong về học lực. Từ đó lên cái phương án để tiếp cận các con như thế nào, sẽ đưa ra những cái nội quy gì. Sau đó là sau cái buổi học đó thì em cũng gửi một cái feedback để cho các con nhận xét hoặc là các con trả lời mình những cái câu mà mình muốn để xem trong cái hiệu quả của cái việc mình làm như thế nào. Thì như hôm nay thì em đã nhận được phản hồi của các con rất là tích cực. Đấy là những cái điều mà em áp dụng được thông qua cái phần mà thầy Ken Bay dạy, rồi là những cái quy tắc ở trong ROM này. Đấy là những cái ứng dụng của em trong công việc ạ. Em xin hết ạ, nhờ các anh chị chia sẻ tiếp. Em xin hết rồi ạ. Các anh chị có nghe thì em nói. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn ý kiến của chị, cũng rất là tuyệt vời.
Thế bây giờ cho em xin phép được mời chị Bích. Chị Bích ơi, chị Bích rất là chăm chú ạ. Alo, chị Bích ạ. Nghe này. Chào các anh dạ, chị. Vâng. Dạ vâng ạ. Chị có thể chia sẻ thêm những cái hiểu biết và những cái điều gì mà chị lắng đọng trong buổi học hôm nay giúp cho các thầy cô trong nhóm này có thể học tập được nhiều điều hơn không ạ? Những cái phần mà trước đó thì các anh chị được trình bày thì mình đã thấy là nó rất là đầy đủ rồi. Thì sau khi mà áp dụng vào công việc của mình đó, thì mình thấy là cái bài học nó rất là hữu ích, tại vì nó giúp cho mình hiểu rõ hơn cái xác định được cái mục tiêu của mình. Đầu tiên là mình sẽ giống như các chị nói là thu thập dữ liệu học sinh, là giống như mình lấy sơ yếu lý lịch đó, là mình sẽ xây dựng được mục tiêu, cái nội dung của cái học tập, rồi sau đó mình sẽ phân loại học sinh, rồi mình sẽ xem học sinh đó có nhiều đặc điểm gì cần lưu ý trong năm học, và mình sẽ rồi tiếp theo là mình sẽ tiếp cận học sinh, rồi mình sẽ làm quen. Thì nó có rất là nhiều bước, và qua những cái bước nhỏ đó thì nó sẽ giúp cho là cô và trò hiểu rõ hơn, và trong năm học thì cái hiệu quả của cái khả năng dạy học của mình nó sẽ nâng cao hơn. Thì nói chung là mình chỉ áp dụng nó chỉ như là như vậy thôi, còn là mình còn muốn nghe mọi người được mọi người góp ý và giúp đỡ nhiều hơn. Và chủ yếu là mình hôm nay mình ngồi mình nghe để các anh chị chia sẻ kinh nghiệm để mình rút kinh nghiệm trong năm học sắp tới của mình. Mình xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị Bích. Thế là các anh chị em mình trong nhóm mình đã trao đổi, cũng biết được nguyên tắc, cũng biết được Rome là gì, và đã vận dụng Rome vào trong cái công việc dạy học của mình rất là tích cực. Đấy là những điều mà đấy là các anh chị em mình, giống như cô Ngọc nói, là anh chị em mình đã bán được chính bản thân mình rồi đấy, bán được chính bản thân mình cho học sinh rồi đấy. Đấy là anh chị em mình đã vận dụng rất là thành công, và mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục học tập và cố gắng trau dồi để như một ly nước rỗng, càng rỗng bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng tích trữ được nhiều kiến thức bao nhiêu. Và em cũng rất là khâm phục các thầy cô vì được vào trong nhóm này. Em cũng cảm ơn, không biết là cảm ơn người dẫn em vào trong nhóm, và cũng cảm ơn anh Hữu, cũng cảm ơn các thầy cô. Thì em vào nhóm này em được mở rộng rất nhiều kiến thức, và đặc biệt là được quen với các thầy cô, thì em xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ em xin chuyển nhường mic cho anh Hữu nhá. Anh Hữu ơi. Rồi, cảm ơn cả nhà, thả tim một là vỗ tay. Cảm ơn người điều phối hôm nay Nguyễn Thị Huyền Trang, rất là tuyệt vời đấy ạ. Rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, chúng ta sẽ mỗi hôm, cái này, từ bây giờ mỗi hôm là một người điều phối khác nhau nhé. Tất cả đều chúng ta đều có thể làm được. Hôm nay Trang làm rất là tốt. Mình rất là cảm ơn phần điều hành của Trang. Thế thì, dạ vâng, em cảm ơn anh. Tôi có gì thì nhờ các thầy cô dạy dỗ em thêm. Dạy dỗ gì đâu. Quá tuyệt vời. Mình chia sẻ nhau, Trang rất là khiêm tốn, rất là nhiều năng lượng. Rồi, mấy thành viên Trang, Hồng hay là Bích, cái là thầy viên này cũng rất là ok này. Đấy, rồi cô anh, nói chung là nhóm mình ấy, những người mà thường xuyên thì cũng thế, là cũng biết ơn mọi người. Chúng ta mở lòng ra, chúng ta học, càng mở lòng bao nhiêu thì mình học là chỉ cho chính mình. Rồi thế các học trò cũng như là thành viên gia đình mình sẽ được nhờ. cái quy trình về Room ấy thì mọi người cũng đã hiểu khá là ok rồi đấy. Tuy nhiên để vận dụng sâu chúng ta cần đào sâu hơn nữa, và chúng ta biến nó thành cái thói quen, bất kể mình đi có lẽ này Hữu sẽ xin phép nói một chút, thì Hữu xin phép là tắt tiếng của mọi người được không ạ, hoặc là mọi người để ý mic giúp Hữu mẹ. Thế thì để biến nó thành cái quy trình và mình làm thường xuyên ấy, thì mình áp dụng được. Chứ cái quy trình này mình giáo viên mình áp dụng ít, chứ bên doanh nghiệp hay là đội liên quan đến bán hàng mà họ vớ được cái quy trình này thì họ thấy rất là ok đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì giống như mình soạn giáo án đúng không? Mình bao giờ thiết đặt mục tiêu, vậy thì mình muốn làm gì? Cái chữ đầu tiên đó là result, mình muốn đạt được cái gì? Cái đích đến tận cùng của mình là gì? Đúng không ạ?
mình muốn dạy cho học trò cái gì. Tóm lại vì sau cái hết học hết cái này thì học sinh đạt được cái gì, hay là hết ngày hôm nay học sinh đạt được cái gì, đấy là cái đích đến. Thế rồi cái tiếp theo là cái chữ O, nó chính là opportunity, tức là mình phải biết tận dụng cơ hội, mình tạo ra cơ hội hay tìm kiếm cơ hội để đạt cái mục tiêu đó, đúng không ạ? Chữ đấy là chữ O, đúng không ạ? Bên đây chữ A, chữ A đây là mình là gì ạ? Thầy Biên nhắc lại giúp được không ạ? Dạ, chữ A là mình là cái hành động của mình nhá. Action, hành động. Action. Là hành động đúng không? Dạ. Yeah. Chắc chắn phải hành động. Thế nên nếu không hành động thì không có kết quả. Rồi, R O A giờ đến M, M là gì? Tom Shelley là xin lỗi lúc lại quê này núp nhớ mặt thì không nhớ tên. Tom Shelley là ai đấy? Đúng rồi, đọc là... Em cũng không hiểu Tom Shelley là ai. Chị Hương à? Chị Hương. À, rồi, chị Hương. Xin mời cô Hương. Khổ, tối nay tiếp mấy cô phải hết cả đêm chẳng nghe được cái gì. Rồi. Vừa rồi định mời chị phát biểu nhưng em không biết là Tom Shelley là ai. Chị quên chưa được. À, cái motivation đó là cái động lực, đúng không ạ? Thế thì nếu như mình làm, mình đạt được cái đích đến của mình thì mình phải có tạo cái động lực ngày. Còn nếu không, hôm nay có thể rất là hứng khởi lên, hứng khởi quên làm, mai tắt cúm, đúng không ạ? Cho nên cái đấy nó bốn cái chữ đó nó đi logic với nhau. Và thầy Kenway thầy đã đúc rút cái quy trình này. Mọi người càng học thì càng thấy ngấm. Thực ra thì hữu học cái này cứ xới đi xới lại. Học K4 này xong đến Room Leader của K4 này, học K5 lại Room Leader K5, bây giờ lại tiếp tục đồng hành cùng mọi người K6, nó là vẫn thế mới, mỗi cứ một lần nhắc lại thêm lần mới, rất là hay đấy. Cái câu một lần nhắc lại thêm lần mới là cái câu này là của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Xưa thì không, một triết gia phương Tây có nói là không ai tắm hai lần trên dòng sông, thì mình thấy cái hai câu này nó giống nhau. Mọi người thấy quy trình này, mọi người cứ lặp lại, hôm nay mình đọc lại mình sẽ hiểu nó khác so với ngày hôm qua. Cho nên càng học đi học lại, sới đi sới lại, kể cả những người mà đang học mà chưa được chú tâm vào trong cái khóa này thì mọi người cứ tiếp tục, nếu mà phấn đấu đợt này tốt mình vào được cái khóa Room Leader mình học thì nó sẽ khác, hoặc là mình sẽ học cái khóa K7 mình học lại, mình đã học này rồi thì K7 mình sẽ được học lại, nó sẽ khác, nó sẽ sâu hơn. Và có lẽ bây giờ là cô Ngọc đang dục vào rồi. Hôm nay chúng ta tạm dừng đây. Còn cái gì chúng ta có thể chia sẻ trên Zalo hoặc là trên Panet. Nhưng mà hình như là mọi người chưa có thời gian để chia sẻ. Rồi, cảm ơn cả nhà. Chúng ta vào phòng Zoom lớn để xem cả làng chia sẻ nào nhé. Rồi, chào mọi người. Cảm ơn mọi người. Em chào các anh chị. Cảm ơn Trang nha. Dạ vâng. Em chào chị. Bye bye mọi người nha. Em chào cả nhà. Xin chào.